Vâng, hàng tiếp tục về thì Tùng vẫn tiếp tục phải lên thôi, bởi vì là cũng sắp là dịp cuối năm rồi, rất nhiều gọi là các sự kiện lớn nhỏ cũng như là các dịp Noel hoặc là dịp lễ Tết cũng cận kề rồi, nên là Tùng vẫn tiếp tục lên máy quay cho quý vị và các bạn là có thể là có nhu cầu là tham khảo và dinh về để phục vụ vào công việc của chúng ta. Trước mắt quý vị và các bạn là một con Sony HDR PJ630 các bạn nhé. Sony HDR PJ630, một modem với chế độ zoom thấp và chất lượng phim cao cấp. Với hệ ống kính là chống rung 50, ống kính mắt liếc thu âm 5.1, tích hợp mic in và audio out đầy đủ các tính năng, giúp cho chúng ta có những thước phim là rất đẹp, rất tuyệt vời. Nhất là nhờ cái hệ chống rung 50 ống kính mắt liếc này, giúp cho các bạn là cầm máy ở trên tay là di chuyển rất là mượt mà. Thì trên con PJ630 này được trang bị thêm một chiếc projector, tức là cái máy chiếu các bạn nhé. Chúng ta có thể là trình chiếu hình ảnh và video của chúng ta quay trên chính chiếc con PJ630 này lên màn hình chiếu để trải nghiệm luôn thực tế. Và được trang bị với cảm biến chụp ảnh tĩnh là 20.4 megapixel. Thì con PJ630 này cho phép chúng ta chụp ảnh đưa ra một cái nước ảnh rất là đẹp. Tích hợp thêm đèn flash và đèn light, tức là nó sẽ hỗ trợ hai đèn. Một là đèn flash là đèn chụp ảnh các bạn nhé. Hai là đèn light là đèn hỗ trợ quay đêm. Đèn hỗ trợ quay đêm, tức là quay trong môi trường thiếu sáng thì chúng ta có thể là bật thêm đèn light để chúng ta có thể là trợ sáng thêm. Và được tích hợp với vòng xoay chỉnh thủ công manual này để giúp cho quý vị và các bạn là quay những thước phim mà chúng ta có thể tăng chỉnh độ sáng tối cũng như là tốc độ màn chập hay là khẩu độ một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Đó, được trang bị với zoom quang học là 12x và zoom mở rộng rõ nét là 20x, thì chúng ta sẽ sử dụng full zoom là 20x mở rộng rõ nét nhé các bạn nhé. Ở cái mức zoom 20x này chúng ta quay phim rất là tuyệt vời, chống rung rất là tốt, và máy còn được trang bị thêm zoom kỹ thuật số là 120x đúng không nhỉ? Zoom kỹ thuật số của con PJ630 này là 160 các bạn nhé, nhưng Tùng khuyến cáo các bạn là không nên sử dụng zoom kỹ thuật số, bởi vì zoom kỹ thuật số nó sẽ không hỗ trợ chống rung và ổn định hình ảnh, nên là phim của nó sẽ rất vỡ và chống rung nó rất kém. Thì PJ630 này Tùng đang sẵn hàng với hàng là giao diện tiếng Anh, giúp cho quý vị và các bạn là rất dễ thao tác. Và trang bị với cái màn hình cảm ứng 3 inch này thì chúng ta tha hồ lựa chọn trên màn hình. Đó, tha hồ chúng ta chọn phím bấm trên màn hình các bạn nhé. Và con này thì quay full thời gian, tức là các bạn có thể là quay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giờ mà sẽ không bị chia file các bạn nhé. Tùng cam kết với các bạn là như vậy. Con này được tích hợp với chế độ quay phim là Full HD 1920 x 1080 ở chế độ là 60 frame, tức là 60 khung hình trên giây, 60 fps ạ, nên là phim là rất là mượt mà, hệ NTSC các bạn nhé. Được trang bị với bộ nhớ trong 64 GB kèm khe cắm thẻ nhớ, giúp chúng ta có thể là mở rộng thêm bộ nhớ, chúng ta có thể là lắp thêm thẻ nhớ 256 GB thoải mái các bạn ạ. Và có cổng HDMI out này và cổng Project in này. Cổng HDMI out này cho phép chúng ta là truyền tải video và hình ảnh từ chiếc máy quay PJ630 này ra màn hình lớn, hoặc là kết nối với các thiết bị livestream để chúng ta livestream. Cổng Project in này để giúp cho chúng ta là kết nối với thiết bị khác, trình chiếu video và hình ảnh từ thiết bị khác vào chiếc Project in này, vào chiếc PJ630 này để mượn chiếc Project thồ của con PJ630 này trình chiếu ra màn hình chiếu để cho các bạn có thể xem. Và pin FV được trang bị trên con máy quay này, chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn từ FV50 cho lên FV70 và đến FV100 các bạn nhé. Bộ nguồn sạc trực tiếp Tùng sẽ kèm cho quý vị và các bạn có thể là cắm nguồn trực tiếp qua cổng DC in để chúng ta quay trong thời gian dài cũng như là chúng ta livestream trong thời gian dài đúng không ạ? Đây là phím tăng zoom giảm zoom. Con này được tích hợp với tính năng GPS nữa các bạn nhé. Đều có mic in và audio out, chúng ta có thể là lấy âm thanh từ các thiết bị bên ngoài kết nối với chiếc PJ630 này để lấy âm thanh gốc không bị tạp âm. Trang bị với mic thu âm 5.1
Một tính năng mic thu âm 5.1 trên dòng Sony này là giúp cho chúng ta là có một chất lượng âm thanh rất là sống động các bạn nhé. Mic sẽ thu âm từ 5 hướng, 5 phía nên là chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái âm thanh của chúng ta cứ như ngoài thực ấy các bạn ạ. Đó, đó là cái âm thanh 5.1 của dòng PZ630 này. Đây các bạn cũng có thể nhìn thấy là trên con PZ630 này chúng ta cũng có thể cài đặt định dạng file cố định là MP4 này. Đó, MP4 này hoặc là cái định dạng file MP4 này chỉ cho phép chúng ta là được đặt ở độ phân giải HD các bạn nhé. Còn không chúng ta sẽ cài đặt chế độ là Full HD 1920 nhưng mà 1080. Hoặc là anh em nào có nhu cầu livestream thì chúng ta dình con PZ630 này rồi này về. Nói chung là livestream rất là ok các bạn nhé, phim rất là sáng, rất là đẹp. Các tính năng tinh chỉnh cũng rất là chuyên nghiệp nên là chúng ta không có ngần ngại gì trong cái việc mà chúng ta chỉnh khẩu độ hay là chỉnh độ sáng tối. Đó. Thì con PZ630 này Tùng sẵn hàng và Tùng sẽ báo giá luôn cho các bạn với cái giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Hàng tiếng Anh các bạn nhé, 6 triệu 500 nghìn đồng. Phụ kiện sẽ là pin sạc, cáp túi thẻ 32GB, cáp USB và Tùng có ship code toàn quốc nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán. Máy Tùng bán ra Tùng sẽ bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bạn yên tâm sử dụng nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay qua số điện thoại 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm đằng sau là Tùng Phú Thọ cũng như là số điện thoại Zalo 0868 238 232. Các bạn yên tâm nhé, Tùng bán hàng ra thì chắc chắn là Tùng sẽ có trách nhiệm với hàng hóa của Tùng. Tùng luôn cam kết với các bạn 100% là như vậy. Chưa bao giờ Tùng từ chối hỗ trợ sản phẩm của Tùng bán ra cả. PZ630 chống rung 50 ống kính mắt liếc rất phù hợp cho anh em quay livestream, quay sự kiện thể thao hoặc là quay du lịch gia đình ở các sự kiện lớn nhỏ các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn hình thức này. Đó, Sony HDR PZ630 giá là 6 triệu 500 nghìn đồng và Tùng free ship toàn quốc các bạn nhé. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ ngay số điện thoại và Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm đằng sau là Tùng Phú Thọ. Đó. Các bạn yên tâm về hàng hóa bên Tùng nhé. Nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán và Tùng bao lỗi đổi máy 10 ngày bảo hành 6 tháng nên các bạn không phải lo lắng gì về vấn đề về chất lượng máy móc đâu ạ. Tùng luôn cam kết cho các bạn 100% là chất lượng luôn luôn tốt. Đó. Rất nhiều anh em, rất nhiều cô dì chú bác, kể cả các cô dì các chị em phụ nữ mua hàng bên Tùng rồi từ trẻ cho đến người lớn tuổi, Tùng phục vụ được tất và Tùng sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy cho các bạn yên tâm sử dụng. Các bạn nào mà mua hàng bên Tùng rồi thì cũng có thể biết về cái chất lượng phục vụ của Tùng với cái hàng hóa của Tùng bán ra đúng không ạ? Nên là Tùng cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ luôn luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của bên Tùng. Và đấy, các bạn có nhu cầu thì chốt đơn ngay Sony HDR PZ630 các bạn nhé. Giá 6 triệu 500 nghìn đồng, full phụ kiện, free ship toàn quốc, bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng. Tùng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.